Mùa giải bóng đá vô địch quốc gia hàng năm thì luôn chào đón rất nhiều những cầu thủ ngoại binh. Thế nhưng không phải ai cũng chọn ở lại để gắn bó giống như là Esele. Sau 10 năm ở Việt Nam thì chàng thủ môn này đã xin nhập tịch vào năm 2013. Nói tiếng Việt rất sõi và am hiểu văn hóa Việt, chừng đó là đủ để nói về tình yêu, về tình cảm mà Esele dành cho đất nước và con người Việt Nam. Dù khác màu da, nhưng thủ thành này mang một cái tên rất Việt, Nguyễn Quốc Thiện Esele. 15 năm ở Việt Nam trải qua 6 câu lạc bộ là quá đủ cho những phong tục, văn hóa Việt ngấm vào trong tiềm thức của người đàn ông đến từ Nigeria này. Khi đi ở Việt Nam, cũng tốt, Việt Nam bây giờ là quê hương hai của tôi. Mình thích ăn phở bò ở Việt Nam, cơm Việt Nam. Đến giờ mà xin muốn ăn cơm rào bò mò, cơm cá, cơm bò luộc lắc. Yêu Việt Nam, Phương Thiện Esele yêu luôn cả tiếng Việt. Trò chuyện với anh, thật khó để chúng tôi có thể bắt lỗi trong những câu từ, dù Esele hoàn toàn tự học. Chia sẻ với chúng tôi, Esele không giấu được sự xúc động với 4 năm thăng hoa trong màu áo của câu lạc bộ BK Bình Dương. Không bao giờ quên lúc Esele ở Bình Dương. Đã ở Bình Dương là sẽ vô địch V-League, Highland, vô địch Cup Siêu, vô địch Siêu Cup, một lần Highland, vô địch Cup Quốc gia, một lần. 2003, khi mới sang Việt Nam xin việc, Esele đã chọn câu lạc bộ Nam Định để dừng chân. Và trong năm cuối của sự nghiệp, thủ thành này cũng đã quyết định về đây để chung tay giúp đội bóng trụ hạng. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Quốc Thiện Esele, thủ môn của câu lạc bộ bóng đá Nam Định. 4 vòng đầu, câu lạc bộ Nam Định mới chỉ giành được 1 điểm. Khó khăn là vậy, nhưng Esele vẫn rất lạc quan. Mình muốn hết mùa giải này sẽ cố gắng cho Nam Định trung hạ, cùng nhau tổn tin mà đoàn kết. Luôn luôn Nam Định chắc là sẽ trên sau mà trên 1-2 trận nữa và có thể sẽ có kết quả tốt hơn. Hết mùa giải năm nay, Nguyễn Quốc Thiện Esele sẽ giải nghệ để tiếp tục theo học bằng C huấn luyện viên của AFC. Ước mơ của anh là được trở lại đây để chung tay phát triển bóng đá Việt Nam.